Cảm ơn em Đồng Thiệp, xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, em Hoàng Dung xin gửi lời chào tất cả anh chị em đang xem live stream nhé. Ngày hôm nay thì em với lại Đồng Thiệp lại giới thiệu những cái dòng xe mới về và những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em luôn. Dạ vâng, rất nhiều những sản phẩm mới về. Có những chiếc Spacey thì là bữa trước cũng đã lên truyền hình rồi. Hôm nay em sẽ đưa giá hợp lý hơn để các anh em tiếp cận một cách dễ nhất. Nhưng mà đây, câu chuyện của Dream 208, hàng gioăng xanh máy zin. Đấy, hôm qua em mua trực tiếp chính chủ nhá. 9 giờ 30 phút tối mới giao dịch thành công. Sau 2 ngày, anh em nào có nhu cầu đón xem một chiếc Dream 207 gioăng xanh máy zin. Bên cạnh này là những cái chiếc coupe 81. 81 nha anh em nhá. Được. Rồi. VA 100, toàn những cái chiếc các bác hỏi rất nhiều. Ablet 125. Phân khúc giá đâu đó loanh quanh 20 đổ lại thôi. Phía xa xa đây thì là những chiếc LED Grande. Grande. Vâng. LED nha anh em nhá, bản đầu to với những chiếc xe LED 110, những chiếc xe SCR và chiếc LED 110. Và những chiếc xe LED mới về là giờ LED Leon kia làm. Đấy. Chút chút anh em sẽ lên từng con một cho anh em luôn nhé mọi người nhé. Các anh em có thể kiểm tra âm thanh ánh sáng xem có tốt không để em có thể truyền hình trực tiếp một chiếc Dream 207 máy zin xem nào. Anh em có mặt trên live có thể chia sẻ giúp hai chị em cũng như là bên doanh nghiệp em. Dream bao tiền anh Phong Trọng? Rồi, có tiền ngay đây anh ơi. Hàng cũng rất phù hợp với bác nào đang cần cái mức giá Dream tốt. Rồi, rất nhiều các bác đang hỏi. Em sẽ đi vào Dream nhá. Bác nào có comment gì thì đợi chút anh em mình cùng vào việc. Đây, Dream 207. Hàng gioăng xanh, nhiều bác vẫn hỏi. Càng thì nó hơi lâu rồi, tức là nó tỉa hơi lâu rồi, lâu nhìn nó vẫn đẹp các bác nhìn. Mayer Dream chân nan còn, vành Roxy. Đấy, càng nó xuống màu rồi ấy, thì nó lại nhìn rất đẹp, chụp giật nhìn ok đúng không ạ? Đây cái đầu gỗ. Ngoài mùa tối hôm đấy em xem cái đầu gỗ ấn tượng quá, các bác nào có cùng quan điểm không? Chưa đưa được, ông đợi còn tí để còn bật cái đèn lên. Cho các vâng, em xem một cái chiếc Dream nha anh em nhá, Việt Nam. Các bác xem được không? Gioăng xanh nhá, xanh vâng, ép. Vâng, anh Hùng Hùng, chào tất cả anh chị em. Hai bên ra máy thì họ vào bưởng mới, nói luôn là vào, họ đưa ra để vào một cái bưởng mới nên là cái logo này nhìn nó không có phớt lại này. Đấy. Nên cái đấy là tôi cũng không vấn đề gì. Trục giật này, đều này, chân nan này, lườn này. Lên bộ tem Thái, ông quay cả gầm nữa, đẹp. Gầm, ông lộn gầm cho các bác xem. Em không có anh Nguyễn Tường ạ, Dream Thái hơn trăm em hiện tại đang không còn rồi anh. Đây, con này thì là bây giờ nó lên biển định danh rồi ạ. Rồi, anh ấy đăng ký lại biển AB định danh. Còn sơn nhá, sơn nhựa là sơn zin luôn. Đây, tất cả các chỗ xước này các bác có thể nhìn này. Đấy, sơn nhựa zin, trục giật Mayer này. Đấy, nhìn nó đều này. Bồ 2543 anh bảo cái bồ mới. SH em đang không còn rồi. Rồi, ra máy, mới. Nhưng hoàn mà nó cũng đã xuống màu, nhìn nó rất là cân và đều. Tất cả đây đều là ok hết, hàng zin hết. Đấy, các bác cùng nghe máy nhé. Máy này. Luôn thút thà thút thít luôn ạ. Vâng, anh em rất là nhiều anh em đang hỏi là một con Dream này bao nhiêu tiền vậy em? Em sẽ hoàn thiện tất rồi em sẽ báo giá luôn. Rồi. Cái này phải đánh lên. Vẫn nó, còn Dream nhưng mà hiện tại nó sùi sùi theo thời gian anh em nhá. Xuống một chút rồi. Vâng. Lườn lóc gầm bệ tất cả là đều còn hết các bác nhá. Vâng, yêu. Anh em cái này có vẻ mình có thể đánh rửa, si sẩm lên mọi người nhá, hoặc có thể là cũng không cần phải bắn tỉa đâu. Đấy, con này chỉ cần si lên là ok. Được cái nó đều căng và cứng. Vâng. Trên line nhá, ở trên line em để cho anh em mình 28 triệu. 28 triệu một rồi. Chiếc Dream hàng gioăng xanh 207. Nhớ cho em là máy zin, rất khó tìm được những chiếc zin Việt. Máy zin mà giá tiền ở phân khúc này đối với những chiếc gioăng xanh, đồ nó lại đều nữa. Đấy, đúng các rồi. Bác nhớ cho em là cái đời gioăng xanh này có sự tín nhiệm riêng. Đấy. Hiện tại thì nói thật với anh em là zin đang cháy hàng. Đấy, zin đang rất là cháy hàng anh em nhá. Chắc. Thế nên hôm ra là anh em cứ về con nào hầu như là hết con đấy luôn. Đấy. Máy căng luôn. Nhìn vẫn đều đúng không? 29AB anh em nhá. Vâng. 978 28 triệu. Bác nào đúng nhu cầu thì hãy chốt cho em. Thật ra với những chiếc Dream Việt hàng gầm lườn lóc mà còn được như thế này thì cái giá này cũng là rất phù hợp phải chăng rồi. Đấy, kỳ vọng là còn bán 29 cơ nhưng mà thôi. Ở trên live này cũng muốn giao lưu. Vâng, rất giao lưu và để cho anh em tiếp cận đến những khách hàng mà đang có nhu cầu. Thì anh em cho em xin nút chia sẻ mọi người nhé. Vâng. Vâng, 81 vừa lên. Vừa tiền, 81 vừa tiền anh. Bên em cũng có rất là nhiều vừa tiền đấy ạ. Con này hơn 40 rồi sao ạ? Dream Việt 207 đăng ký 208 thì phải. Em vẫn nhớ chiếc này đăng ký xe 207. Ok em ơi. 28 triệu đồng anh em quan tâm một chiếc Dream Việt máy zin. Sơn nhựa là zin hết đấy các anh ạ. Nhũ thì có một vài vị trí là nó vào lâu nhưng nó xuống màu đẹp rồi nên nó không phải lo đâu. Dạ vâng anh Phạm Tráng. Đấy anh em nghe tiếng máy này. Zin rất là thích luôn. Đúng rồi. Rồi một em Bassy.
Bay si thực ra cái con này em nghĩ là nếu mà nó có nó ở biển Hà Nội thì nó cũng lấy chồng lâu rồi. Nhược điểm thôi, nhược điểm. Nó lấy chồng lâu rồi nhưng mà rất nhiều các cô các bác thích những cái dòng xe nhỏ nhỏ mà xe hạng sang nhập khẩu thì là Spacey em thấy nó luôn luôn được nhiều các bác lựa chọn ấy. Nhìn các bác nhìn nó đẹp này, nó vuông vắn này, đều đặn, tất cả đã ngon lành hết rồi, quay dán đẹp như này đúng không, sơn xi vẫn còn tươi mới ra máy, xuống nó xuống rất là đều nhé, cái màu nâu bã trầu này, màu đỏ mận này, màu bờ, nhìn nó rất là đặc trưng. Spacey có hai màu, màu này và màu trắng này, em thấy đông đảo các anh chị em lựa chọn và dùng. Chứ sang đen thì khéo lại ít người thích. Máy nhá, đây các anh chị nghe máy, đặc biệt là các cô, các bác lớn tuổi thì riêng cái dáng Spacey này nó sang thì rất là phù hợp. Cái tay sách hàng nhập khẩu các bác nhìn thích, từ thiết kế cho đến chất lượng đẹp. 23 triệu, cũng đã có nhiều buổi like về chiếc này rồi. Đấy, đúng chân bác nào hay là đúng nhu cầu bác nào thì hãy lên cân đối. Một số những cái sản phẩm chưa phải mới về ấy, thì em sẽ làm sao cũng gọi là tả tổng quan. Tại vì những cái buổi live chi tiết các bác cần, bên online sẽ gửi cụ thể từng link đoạn một. Còn đây là em sẽ báo cho các bác chung về cái giá để các bác giao lưu. 23 triệu nhá. Đồ sần nó đẹp, như là câu chuyện lâu năm thì nó cũng được dọn rồi, nhưng mà nó đẹp. Đây logo Honda, nhìn nó cân, nó vuông. Giá để cho các anh em nhà mình là 23 triệu một chiếc. 23 Spacey. Triệu đồng nha anh nhá. 37K2 2359 đời 2003 đúng không? Em vẫn nhớ chiếc này. Rồi 2003. Vâng. Đấy biển 37K2 2359 ạ, một chiếc Spacey. Spacey màu gì? Xe hay gọi là xe nữ hạng sang đấy, riêng về Spacey nó là hàng nhập khẩu thì các bác biết rồi. Có những thời điểm nó cạnh tranh với cả SH cơ chứ không phải là rẻ như thế này đâu, nên là những cái mức giá này dành cho Spacey là hợp lý. Đúng rồi, đắt hơn cả, chính xác, nó là xe hạng sang. Em nhớ những năm 2010 thì phải, 2010 thì Spacey được cho vào hàng xe nữ hoàng luôn. Nhất là những chiếc bản Spacey nhập khẩu bản cửa sổ đúng không ạ? Vâng, đấy anh đẹp, Phạm Tráng đang hỏi là cho hỏi xe Jupiter biển 12 còn không? Không em còn anh ạ, vâng, rồi. Trước đấy em đã bán anh rồi. Anh em là Jupiter biển em luận ra là anh, Jupiter đúng không ạ? Anh Thanh Phạm Dung với Thiệt đã thấy ca sĩ Kiều Hương lên. Vâng, đã thấy con WS vòng trở lại rồi. Sau khi một thời gian vòng đi vòng lại thì cũng chỉ vòng về đây thôi đúng không ạ? Không thể cao hơn được nữa rồi. Rồi, rất là nhiều. Vâng, cảm ơn rất nhiều các anh em đang vẫn đang comment. Đâu, Hoàng Nguyễn, Trương Mỹ Lan đang ăn mì tôm hai trứng. Chốt xe 28 triệu. Vâng, anh Trương Quốc Chính, anh liên hệ với hotline nhá. Rất nhiều các anh em quan tâm. Anh em có thể chia sẻ với giúp em để được nhiều người biết đến cái đường live để biết anh những sản phẩm. Anh em cứ liên hệ với trực tiếp với lại nhân viên online trong thời gian bọn em livestream mọi người nhé. Tại vì là đôi khi là những cái xe mà em livestream mà anh em đang có nhu cầu ấy thì đôi khi anh em cứ chờ đến hết live anh em gọi là lại không còn. Đúng rồi, lại không còn đấy, nữa. Những sản phẩm đấy nó chỉ có một, như Jim em thấy hôm nay sơ sơ là chắc chỉ đang, có một hai con đang thôi. Cháy anh không em có nhiều đâu ạ. Nhiều đâu. Bác nào đúng chân cứ chơi, chán lại bán, lại trao đổi con khác. Thực ra anh này hôm qua anh đến bán Jim với em là anh muốn tìm một chiếc 50 nhưng mà tìm mãi không thấy, em gạ bằng được để anh bán trước rồi tìm sau thì mới có sản phẩm để bán ra. Đấy các anh nhá, chứ câu chuyện là anh ấy có bán xong rồi là anh đang thiếu một chiếc Jim 50. Anh nào cần có thể liên hệ với em đưa đò thẳng sang cho anh luôn. Gặp nhau trực tiếp luôn cũng được. Jim trên 50 triệu Việt Nam. Đấy, anh ấy đang có nhu cầu. Đặt hàng em sẵn rồi. Anh ấy ngay ở dưới ngõ 10 Chùa Hà này. Không rất có cần. Nhiều anh em ạ. Bây giờ tầm xe Dream Việt Nam hiện tại bây giờ xe máy Hoàng Kiên đang cháy hàng. Đúng rồi. Đấy, hàng đẹp nhá, nhớ là phải hàng đẹp, hàng anh chất. Em đang có nhu cầu mà bán hoặc mua, bán thì nhiều hơn. Đấy, tại vì là mua thì anh em có rất là nhiều anh em xe này có nhu cầu. Vâng. Đúng ạ. Thế nhưng mà mua bán thì thường thường là phải xe đâu. Đẹp. Bên em là phải xe đẹp, thực phải ra xe chất lượng. Các đấy. Bác đã chơi được những chiếc Dream đẹp thì có mấy bác thật sự là cần tiền đó, đúng không chị? Chủ yếu là các bác ấy, nhiều khi là muốn đổi một cái gì đấy mới lạ hoặc là nhượng lại cũng phải gạ khéo các bác mới bán. Chứ còn những các bác đã chơi những chiếc Jim đẹp đến bây giờ còn thì có mấy bác bảo là tao bán thì cần tiền mua cái này cái nọ thì ít rồi. Em thấy các bác anh chỉ là đổi được cái nhu cầu đấy thôi thì mới gạ mua được. Con đấy. Con xe Mio còn không Hiệp ơi? Có khách cọc rồi và chính xác là anh vừa chạy qua đấy. Em thấy anh đang chạy thử ở bên đường ấy, một chiếc Mio rồi, xanh. Anh Phạm đang chạy thử. Vâng, áo đỏ chứng tỏ là người yêu anh đúng không ạ? Vâng. Ok, một chiếc Vision tiếp theo ạ. Làm quà này tặng người yêu mới là nét căng này. Đúng rồi. Người yêu đi chơi thì nó quá là nhã nhặn trong phố luôn các anh chị ơi. 2023 em vẫn nhớ chiếc này. 2023 đấy ạ. Vâng, đăng ký thì sang 23 nhưng xe 2022 bản quá chìa. Giá tiền nó là cái form của 23 đây, ông có thể quay cái mặt ban thờ. Anh Tuấn Khanh, thi thoảng em thay đổi mẫu mà, không sao đâu ạ. Rồi,
em không không đặt nặng về vấn đề mệnh em cái gì nó phải to to cơ. Đen chứ bóng, bình thường đen bóng. Bình thường cũng không ấy lắm. Không nặng nề lắm anh em ạ. Một chiếc Vision 2023 bản đen bóng nha anh đây, em. Đây cái mặt nạ nó có hoa văn ấy, hoa chìm thì nó bản của 23. Có thể nó sản xuất ở cuối 22. Con đó đi biển 28 triệu hôm qua. À hạ biển 28 hôm qua bán chưa? Bán rồi các anh ạ. Tất cả các xe đều có được các anh cọc hết. Hai khóa, bán rồi, bán rồi. Bán rồi anh ơi, con này bán rồi anh. Anh em nhé. Tay sách vẫn zin, biển 2922. Vâng, 44407 nha anh em nhé. Zin tất, các bác không thể tìm được chi tiết gì không zin với chiếc xe này. Để chân, Oppo, ốc hay là đến lót sàn còn từ nhà máy có chữ chuẩn luôn. Ốc lót sàn chuẩn hết nhá. Tất cả các chi tiết linh kiện đều là chuẩn chỉ. Hai khóa gương các bác lấy em bổ sung xong để trong nhà nó vướng nên bên em gần như là tháo phương. Rất là mới luôn ạ, anh em nhìn này. Rồi, không một tí vân luôn. Đấy, chìa khóa. Rồi. Mới tinh tương. Giá xe cũng là hợp lý, 22.500. 32.500. Thế thì mà nhập một chục thì thôi. 2.800 cây anh em nhá. 32.500 cho một chiếc 2023. Các anh em nhớ là form 2023, bản không tắt được đèn Vision. Tất nhiên là bản tiêu chuẩn. Nhiều bác sẽ là là nó gần với xe mới. Là nó đắt nhưng mà nó có 2.000 cây mà các bác. 2.800 cây chưa có dầu gì là đầy đủ. Nguyên zin hết. Hàng sóng xe này là rượu, gọi là rượu nhạt bán cho người nhớ như kiểu anh kia nói. Đúng không? Bác nào nhỡ nhàng, đúng lúc các bác ở quê lên cần cái xe Hà Nội đi lại đêm hôm chạy, tránh cơ động công an hỏi hoặc tránh phiền phức nhiều. Chiến luôn cho em con này, đi mấy năm bán lỗ 2-3 triệu lại có thể là nó là cái lỗ ít nhất rồi. Bao nhiêu cái ông đầu tiên lỗ nhiều. Đấy nên các bác ạ, đấy là những dành cho những cái xe lướt này mà lại là sẵn biển Hà Nội thì cái đối tượng đấy bọn em là muốn phục vụ chính. Ok, đạt nhất, em vừa làm mua xe mới. Vừa làm xong anh ạ. Nó sẽ hơi khó. Đấy là em trao đổi nhá. Ok anh nhất Huy Vũ. Dìn từ tay sách. Vừa làm xong mà. Dìn hết. Bọn em nay làm muộn. Vâng. Dìn hết tay sách luôn. Dìn yên. Đấy, tất cả các phím đồ đạc. Vâng. 32.500 thôi. Đúng chân bác nào. Đúng chân bác nào hay liên hệ trước cho em. 2023 em ơi. 2023 32.500.000, hàng có hơn 2.000 cây thôi. Thực ra là dòng này nó là hàng lướt lát siêu mới rồi. Nên anh em không phải lo lắng về chất lượng mọi người nhé. Thực ra là chất lượng bên em thì kiểm tra rất là kỹ càng. Thật sự là đầu vào anh Tiên anh chặt chẽ lắm ạ. Đúng rồi. Đấy, một chiếc xe tiếp theo Grande. Mẫu động cơ 125 của Yamaha. Một trong những phiên bản được đánh giá lúc sản xuất cạnh tranh với S21. Giá đề xuất cũng rất là cao. Đấy, nhưng sau một thời gian các anh chị em ạ, độ xuống giá của Yamaha nó tụt xuống. Bây giờ còn cạnh tranh với Vision rồi. Đấy các bác, để các bác thấy. Hàng vẫn là zin từ càng hay là vành các anh em nhé. Càng vành vẫn còn độ sơn zin, các bác nhìn cái độ sơn zin từ những chỗ tạc ra đẹp đúng không? Quá đẹp luôn. Xe lốp 2015 4315 các bác thấy được không? Lốp trước còn, càng vành đều zin, sơn cũng theo xe. Đây từ cái viền này các bác nhìn này, nó xước một chút này, này để thấy được là cái này cũng là theo xe luôn. Đấy, phần này xước ít thế này thì bên trong sơn chưa thể xước được. Đấy, tiếp tục đến cùi tay nắm nó chỉ là một chút, chưa đến mức độ cần phải xử lý các bác nhé. Đấy, cái lớp sơn họ giữ cẩn thận không ạ? 2015 có xước nhưng nó không đáng để mình phải sơn, đáng, để phí không? Cái lớp sơn zin chính xác ạ. Từ tay sách vẫn còn. Tay sách vẫn còn zin theo xe anh em nhé. Con này biển số xe là 29K151567 ạ. Vâng. Đấy, một chiếc Grande màu xanh tím dành cho anh chị em đều đi được. Anh em cũng đi được mà chị em cũng đi được. Đấy, bản form này nó rất là rộng và to nha anh em nhé. Trông hầm hố, kiểu dáng người hầm hố. Đấy, cốp rất là rộng đúng không ạ? Đời 2015 tháng 12 rồi ạ. Giá để trên line này thì cứ đề hướng xuống cho anh em mình là 20 triệu. Vâng. Phân khúc 20 triệu. Rất 20 nhiều triệu đồng ưu điểm. Anh em nhé. Vâng, từ động cơ thì được 125, hàng thì là máy zin. Sơn thời điểm hiện tại là gần như là chưa có cái gì, từ mỗi cái tay phanh trái là em nhìn thấy có sờ ba thôi. Còn đây các bác nhìn này, zin. Tất cả đúng không? Hay của GND nhá, mở cốp ở đây. Đấy, mở cốp trước. Đấy, yên áo còn zin hết đúng không ạ? Mở cốp trên đổ xăng được chưa? Ngồi chân cái vị trí này nó rất là thoáng và rộng. Động cơ thì nó 125 nó bốc, gầm nó cũng hơi cao, nó cao hơn lít nên nó thoáng lên vỉa hè nó bị sệt nhiều. Anh Ngọc Sĩ đang hỏi là con Dream biển 99H5 còn không? Chắc con ấy bán cũng rồi. Không anh ạ. Vâng. Một số anh Phạm mà Vinh Hưng lướt, anh cố gắng có ra nhất có thể. Có ra nốt 2022 khóa smart key không? Có luôn anh ạ. Nếu anh biển Nguyễn Hà Nội Dung tầm phải dao động 24-25, tỉnh có thể là 20-21 là anh Nguyễn Dung đang hỏi là có con Dream Việt nào tầm 40 triệu không em? Không anh ạ, Dream Việt. Đang rất hết. Nhiều các anh em đang hỏi. Anh Trần Phan có con 8250 tầm 15 triệu không bạn? Có luôn, chiếc 8250 84 em okay, bán là hơn 16 triệu cho một chút. Mình xem, anh em đang
vừa like hôm qua xong cái màu xanh sao 84 15.500. Đúng rồi. Đấy anh bảo các bạn online vừa like hôm qua ra giờ bảo Đức dắt ra nữa thì bạn lắc đầu. Đấy các bạn ấy lại anh nhớ hàng xanh sao đẹp, anh xem lại giúp em cái đường like hôm qua hoặc bảo các bạn online gửi lại anh nhớ. Chiếc này là 20 triệu, 20 triệu anh em nào nhất là chị em nhu cầu về cái dòng xe nữ hạng sang luôn rồi. Đúng rồi. Tiết kiệm xăng, chạy rất đẹp, chạy thích là hợp lý, rất phù hợp rồi. Rồi, tiếp theo một chiếc SCR. SCR. Hàng giá rất yêu thương. Thực sự biển Hà Nội. Chiếc Chanel đỏ hiện tại em đang còn anh này mà anh thích thôi. Có phun xăng điện tử. Mà giá tiền thì thật sự là nó rất yêu thương đúng không? Rồi. Chưa bao giờ em thấy lít SCR nó xuống những cái mức giá này cho các hiện bác. Tại em đang không còn anh Phạm Tráng. Lại còn dọn dẹp sơn xi xong. Sơn rồi là sơn cả xe luôn. Đấy, sơn tùm thì nó đẹp thế này. Đồ này khoảng 100 triệu trở xuống Dream Thái. Tại Dream Thái ngày hôm qua em có vài con nhưng mà chắc là cũng bán hết rồi. Đúng rồi. Chính xác là Dream Thái không còn nhiều, Dream Việt cũng vậy. Chỉ còn một vài chiếc ở phân khúc trên dưới 20 thì nó là bình sân, bình sàn thôi anh ạ. Rồi, mời anh em đến với chiếc Lít SCR này nhá. Vâng. Hàng được cái biển tươi, giá rẻ. Đây là những cái gì chiếc này mang lại 2007 của được tháng 12. Vâng, vuông vắn, sơn xi ngon lành. 2008 anh em nhé, một chiếc SCR 2008 màu xanh. 7.8 triệu, 7.8 triệu thôi, dọn dẹp xong xuôi rồi, chưa đến 8 triệu, 7.800.000 thôi. Rồi, 7.800.000 thôi anh em ạ, một chiếc xe SCR mặt nạ xanh này. Thì, đấy, cốp rất là rộng. Thực ra những cái dòng này em thấy nhiều anh em hay chở hàng dòng chính này. Chính xác, bây giờ chở các bác chơi dòng này, em thấy chiếc này chở hàng là lại đúng chân luôn. Đúng rồi. Để đồ cốp thì rộng, để có đồ, thể mang giấy tờ tài liệu nhiều quá để đằng trước này cũng được. Đúng không ạ, mà lại hàng tiết kiệm xăng, động cơ thì của Honda 110 cũng là khỏe rồi, không yếu đâu ạ. Biển Hà Nội, tiện đi lại, giá thì có 7.8 triệu, sửa chữa dễ, nhiều cái rất là hay. Nhược điểm là dáng dấp thì nhiều các anh chị em nó cầu kỳ, cái đẹp thì nó hơi khiêm tốn một chút về dáng dấp. Do họ thiết kế các tính năng tiện ích nó tối đa thì nó sẽ không thể được phù hợp. Đấy. 6 triệu. Đấy, 7 triệu 800 nghìn anh em nhá. Khách đang chốt rồi nhá. Vâng. Thì chiếc này 7 triệu 8. 7 triệu 800 nghìn. Giá những chiếc kia. Anh chị em hoàn toàn có thể cân đối lựa chọn theo đúng cái mẫu mình thích. Giá thì nó cũng là vừa phải thôi anh em nhá. Được cái là xe bên em đã được dọn sạch sẽ ngon lành cảnh đào hết cho anh em rồi. Nên là cũng không phải lo lắng gì về chất lượng hoặc là về hình thức nữa. Đấy, biển cũng tươi, 3330, 3330, 3331. Những hàng Honda, nhà mình cứ yên tâm, chọn những cái mẫu nào mình thích, khung giá mình ok. Đấy, hết con cả xăng. Một chiếc Ablet tiếp theo anh em nhé, Ablet. Bản Sport, bọn em hay gọi là bản Sport đời 2011. Hàng của động cơ Honda, nhìn nó cũng vuông vắn khuôn xe rồi. Đấy. Ưu điểm là hàng FI. Xe hai thụt cân chắc chắn, nhìn dáng dấp đúng là thể thao, giá tiền rất hợp lý. Đấy, nó là gần như động cơ Honda giá hợp lý nhất. Đây, mời các anh em đến với một vòng với chiếc Ablet 2011. Ablet 2011 2012 form dáng đầu to anh em nhá. Màu đỏ trắng đen. Đấy, xe bên em cũng được sạch sẽ rồi. Ra máy cũng được bán tỉa này. Đấy, đồ đàn biển 29X709942. Cảm ơn anh Đỗ Hiện. Dạ, đăng ký chiếc này sang 22 rồi. Giá là 13.300.000. 13 triệu cộng 300 dọn dẹp là 13.300.000. Vâng, để 13.300.000. Sử dụng một chiếc hàng của Honda. Ưu điểm là Honda thì là ăn chắc mặc bền, lành lặn. Lết, xe nam đi. Hàng máy chưa hạ nhá, em vừa kiểm tra rồi. Các bạn Đức máy zin. Máy zin, hình thức có sơn xi, nhưng các tay nắm là có vào. Nông nhất nhá. Có sơn tỉa một chút. Thời các cái mép yếm hay là mép viềm thì không thể tránh được. Thôi, xe cũ mà, sau câu chuyện của hơn 10 năm, cái việc sửa chữa mông má các bác hình thức ấy, thì các bác cứ không nên quá cầu kỳ, chủ yếu nhất là chất lượng thôi. Thế này tiếc quá các bạn lại để hết xăng. Vuông ván hết, 13.300.000, 2012, đăng ký sang 2012 rồi. Anh Nguyễn Tráng, 70 triệu trở lên đến 100 triệu đồ đêm Thái. Hết xăng rồi. Hiện tại em đang hết sạch rồi anh ơi. Anh theo dõi lại giúp em nhé. Vuông vắn ngon lành hết rồi nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ chốt chiếc LED bản Sport 21 này. Vâng. Ok, anh Trọng Đỗ, anh Trọng Tín. Rồi. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Tiếp theo một chiếc không mà like con này em ơi. Anh nào đang hỏi xe này 101 tuổi đi được không? Chắc anh Trọng Đỗ à. Trọng Đỗ hay hỏi thế đúng rồi. 101 tuổi thì vẫn đi được. Nếu anh đi lại được thì đi được.
ít, nhưng em thấy ít anh em nào 101 tuổi chơi xe máy lắm, đi ngoài đường lắm. Anh Trọng Tín khen chị Dung như Diễm Hương ấy. Có quả mũ đúng không ạ? Mũ chất em thấy khả năng là tương lai là hai chị em làm hai quả mũ bảo hiểm. Đúng rồi. Vừa like cho nó vừa đảm bảo nắng mưa lại còn an toàn nữa. Mà ngồi xe đúng không? Thi thoảng bọn em ngồi xe chạy lên thì phải có mũ bảo hiểm là đúng rồi. Làm quả. Thôi đứng ngoài trời đấy nguy hiểm phết nhá. Đấy, thứ nhất là đứng ngoài trời nắng mưa đúng không? Tham gia giao thông, đi xe lòng đường mà. Em thi thoảng là lấy xe giật giật lên cái là có tham gia xe dưới lòng đường rồi, đúng quy định là phải đội mũ bảo hiểm. Không đội quả mũ trùm. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh Hiền Phú. Vâng, tiếp theo một chiếc xe Way 110. Rồi. Vâng, vừa đội vừa giới thiệu nó mới là chuẩn. Nhiều khi là phải nhìn qua đội mũ bảo hiểm an toàn. Vâng. Phải báo cáo sếp buổi sau được. Ôi, hàng này thì có dọn càng. Dọn lên thì đẹp hơn, đúng không ạ? Nó đỡ bị han vấn đề gì. 2019, được cái nhựa nó đẹp. Máy này còn này. Đấy. Cái đồ đạc nhìn nó vẫn vuông. Cầu chân thành bánh. Nói chung là cũng vuông vắn, vừa vặn tiền. Đặc biệt là nó là Way A, kiểu dáng mà em thấy. Các bác là... các bác rất nhiều các bác các anh thích những cái mẫu xe Way A đặc trưng nhỏ gọn. Biển số anh em nhé, 36G135187, một chiếc Way A 110, sơn zin máy zin ạ, hiện tại công tơ chạy vặn rưỡi ạ. Bên em vẫn cam kết bảo hành cho tất cả chị em những dòng xe đi ăn đi làm nhé mọi người nhé. Đấy, đồ xem nổ này, máy móc thì những cái dòng này thì em cam kết luôn, thực ra nó lành mà. Đấy, máy zin nha anh em nhá. Vâng, máy zin, hình thức thì spa một chút em vừa giới thiệu chi tiết rồi. Được cái là động cơ nguyên zin. Thì sau câu chuyện chạy của 5 năm giữ được thế này là cũng không có vấn đề gì, rất phù hợp rồi. 14 triệu 500. Bác nào mà đúng tỉnh nghìn. Hoặc những bác nào đang cần một mẫu Way A thì có thể cân đối chiếc Way A 110 nhá, hàng máy zin. Kiểu dáng thì cái dòng này cũng được các bác đánh giá là gần vâng, như là Nguyễn Xuân ok Sơn. Số 1 rồi. Trừ những cái dòng Way cũ ra thôi, nó chất còn zin. Chứ còn Way A em thấy nhiều bác thích lắm. Rất nhiều các khách hàng hỏi liên tục về Way A đấy ạ. Đây, rồi, rất nhiều mà... anh Tiến Lộc đúng rồi. Nhược điểm là mất cái biển tỉnh xa. Nhưng mà thôi, nhiều anh em cũng không quan trọng quá. Thì nhất là những anh em đúng tỉnh, em rất khuyến khích các cái đường line này các bác có thể chia sẻ. Vì một số các anh em ở đúng tỉnh mình đang tìm một chiếc xe, có lúc không còn lại hỏi. Đây em nhiều bác không nọ hỏi, em nhớ hỏi Way A biển 20 nhưng cuối cùng có đâu. Đấy. Thì đúng, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ nhá. 14 triệu thôi em bớt 14 triệu 300. 14 triệu 300 cho chiếc Way A 2019. Vâng. Máy zin. Sau quả chốt cuối cùng thì em thiệp em ấy chốt phát 14 triệu 300. Anh em lăn tăn biển quả, mà. Quả anh chốt, trai đằng sau chốt. Đang giả 14 triệu. 14 triệu lần thứ nhất. Vâng. Thôi tóm lại là chốt 14 triệu 300 lần rồi. Cuối cùng rồi. Lần cuối cùng. Đúng ạ, lần cuối cùng là em thiệp em chốt là lần cuối cùng là 14 triệu 300. Vâng. Lần thứ nhất, lần thứ hai là em đã chốt vẫn chốt 14 triệu 500. 2019, hàng nó là hàng máy zin nên nó có cái giá nhất định. Hy vọng những bác đúng tỉnh hãy liên hệ, hãy tìm được anh những đường Trần này Quý để chốt được. Đang hỏi là còn rất nhiều các bác xe Way Alpha nào tầm 5-6 triệu. Thực ra là tầm 5-6 triệu em nghĩ là rất là ít. Nếu mà anh em muốn mua xe tầm 5-6 triệu thì cái đời đấy nó là đời thấp rồi, đúng không ạ? Đời thấp mà khoản tiền đấy nó cũng là máy da nhá anh em nhá. Anh em nếu mà 5-6 triệu 7 triệu anh em cân đối mua cho em sang một những cái chiếc Way SU 110. Đúng rồi. Đấy, thì nó có giá dao động tầm đấy. Em có một chiếc màu đỏ nhưng chắc chắn trong quá trình dọn ấy, bữa hôm qua hay bữa hôm kia em có cho đồng ý anh Tuấn mua một chiếc Way S giá có 4 triệu rưỡi. Chắc dọn vào 5 triệu thì kha ra khả năng là 6 triệu rưỡi là em sẽ ra được chiếc đấy. Anh nào có thể liên hệ với các bạn online để cân đối. Một vâng. Chiếc Way S đỏ biển Hà Nội nhé, 110. Cái hàng đấy thì nó sẽ giá nó được hỗ trợ giá thấp nhất. Còn những máy 100, Way 100, hàng lông chuột đời của những năm 2013, 14 này thì nó luôn luôn có cái chỗ đứng nhất định rồi. Nên phải bác nào có sự đam mê, có sự tìm hiểu một chút về Way 100 thì mới so sánh để có thể chốt được. Những cái dòng này nó lại nhỉnh hơn giá những dòng 110. Những chiếc 26 mà chất mà đẹp em bán còn cao hơn cả những chiếc 2020, 21. Nên các bác phải tìm hiểu và có đam mê một chút để có thể cân đối lựa chọn cái chiếc 100 nào hợp lý nhất nhá. Đây. Vâng, tiếp theo một chiếc Way 100. Vâng. Rất là nhiều anh chị em form dáng đời 2015 cơ, chiếc này đăng ký tận 2015. Đúng có rồi. 14 triệu, 14 triệu cũng là cũng có là không phải là rẻ đâu nhưng mà nó là xứng đáng các anh ạ.
câu chuyện của quay lông chuột, màu một trong những cái màu được các bác chọn rất nhiều ở những năm 2014-15. Rong vàng chuẩn rồi nhá, đầu bò chỉnh cam, hàng cơ còn zin, da máy có tỉa, sơn sau còn, hộp xích vẫn còn. Đây các bác có nhìn chân nan vành bánh cao su tất mới, cái cao su thì mới thôi, còn lại tất cả zin. Ốp lại hộp biển. Hàng A120-215, giá là 14 triệu. Vâng, 14 triệu đồng ạ, biển 29E200290 anh em nhé, đời 2015 bản Waya 100. Đúng rồi. Đấy, màu xám lông chuột. Rất là nhiều anh chị em, ông quay con đầu bò ông ơi. Đúng rồi. Rất nhiều anh hàng chị em. Là máy móc còn zin, da máy có thể bắn tỉa thôi, ốc treo máy các anh em có thể xem kìa, zin đét chưa mở ốc treo máy. Đúng rồi. Chỉnh cam cò thì không thể tránh được. Anh sau Trần Quý nhà em rồi. Ở đâu? Anh ơi, nhà em ở 52 phố Chùa, Cầu Giấy, Hà Nội nha anh nhá. À. Đấy, anh cứ đến phố Chùa Hà là anh gặp được bên xe máy Hoàng Kiên. Bồ em gần như là to, có 3 cửa hàng ở đây. À, dọc này cũng rất là rồi. Rộng, to. Để cho anh nhìn thấy đấy ạ. Máy zin nên các bác chọn máy 100 zin nghe rất là thích. Thế anh em thấy máy khởi. Nhiều bác còn về Bô 2543 nghe như zin luôn. Đúng là máy này là máy của Dream 100. Nhiều bác đi Bô 2543 về nó nghe nó thích nữa. Đấy. Còn Bô Way này thì nó cũng là bình thường, nó thông thường. Và riêng cái tiếng máy 100 nó không có cái tiếng hồi và sôi đầu bò như những máy 110. Đấy, nhiều bác thích là vì thế. Thực ra con này được máy zin chỉnh đầu là cam cò không thể tránh được, lâm ra nó ướt dầu đầu bò, nhìn đầu bò xấu. Đấy là okay. Em ghi nhận. Nhưng mà máy cơ em khẳng định là zin. Hai da máy có lướt tỉa lại một chút, không thể tránh được. Cộng với cái dè trước này cũng có một từng buổi like rồi. Tôi thì chắc là em xuống 13.8 đã like lại mà, xuống giá 13.800. Bác nào có nhu cầu hãy liên hệ. Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt lần cuối cùng. Lần cuối cùng là 13.800.000 2015 anh em nhé. Em like 14 đấy. Cũng là buổi thứ hai. Đã like rồi. Thứ hai là phải xuống. Ông quay đằng này chưa? Em ơi, bảo cho chị cái này thay hoặc là ấy cho chị cái này đi, chồng mẹ chồng xấu quá. Nhá. Anh Quang Nguyễn chốt, chốt luôn anh nhá, có ship. Chào em Dung và anh Nguyễn Xuân Sơn, chào chị Dung. Vâng, em chào tất cả anh chị em đang xem live stream ạ. Lít thời 2020 giá biển Hà Nội khoảng trên 30, tỉnh dưới 30 anh nhá. Rất nhiều các anh em hỏi và đang liên hệ với bên em. Nếu em và chị Dung chưa đọc hết được thì các anh em thông cảm. Vâng, em lại nhá, 2022 bên đấy. Có Alpha 205, hiện tại em không còn. Anh Tùng Nguyễn nhá, rất nhiều xe mà cũng đang muốn mua những cái dòng xe cổ, xe hiếm. Xe hot đấy, những chiếc Dream, những chiếc 82 hay là ZX hay chốt những 13 chiếc triệu, Alpha 13 triệu 800 anh ạ. Tại em xuống rồi dòng đấy, đúng không? Cộng 1.5 triệu em xuống một lần như vậy xuống là cũng là để giao cộng lưu hơn rồi. Triệu thôi anh đúng ơi rồi. Hơn triệu thôi đấy, 2015 anh thừa biết chính là bây giờ 2015 không có nhiều quan trọng mà. Là cơ đúng. Nhá, cơ vách máy zin hết em khẳng định luôn để các bác yên tâm. Vâng, tiếp theo một chiếc Ablet bản đèn bi đời 2013. Vâng. Vâng, đời đầu tiên của bản đèn bi đây anh chị em nhé. Đó là form dáng to hơn. Động cơ 125. Đậm hơn. Đề từ. Đúng rồi, của 110 bản đầu to kia ạ. Bản này đã lên bản 125 rồi. Đấy, bản 125, bản đèn bi này thì anh nhiều anh chị em thì thích cái form dáng đậm đậm rồi thì anh em quan tâm cho em con này. Đấy, hiện tại là biển số xe là biển 29D1 anh em nhé. 602228. Đấy, xe đang nổ. Ôi, có cái gì nó rè rè nhỉ? Xích cam phải tăng lên ạ. Ừ. Vâng. Xử lý xích cam hộ chị cả. Chưa dọn. Con này chưa dọn nha anh em nhá. Rồi, giá để cho các bác mình là 19.700, 19.700 cho một chiếc LED 125 2013. Vâng. Rồi, cái đấy em xử lý được cho anh em luôn. Chỉnh qua cái xích cam thôi mà không vấn đề gì thôi. Rè rè tí. Được cái là hình hài nó cũng vuông vắn, chiếc này theo em chỉ em chỉnh ơi, qua em cam cộng với đánh bóng bảng đẹp lại em ghi là em ok bảng. Ngon lành hết. Đấy. Kỹ thuật trưởng đang bận công tác việc riêng nên là nghỉ mất mấy hôm, chứ thực ra chỉnh cái cam này nó rất là đơn giản, nó đơn giản nhẹ nhàng là xong. Lốp trước lốp sau dày dặn hết, hình hài nó cũng vuông vắn. Bác nào mà đang cần cái mẫu LED 125 với phân khúc giá dưới 20 thì hãy liên hệ cho em như chiếc như thế này, nó rất là đơn giản, nó lành, nó cũng không có gì để phải lăn tăn. Xe Honda mà các bác cũng dễ sử dụng, dễ sửa chữa. Lại được cái dáng của nam đi gần như là phổ thông nhất. Em ghi nhận là LED đối với các anh em nam giới là một lựa chọn tầm trung, tầm xe hạng trung phù hợp nhất. Một mình xe của LED đối chọi với cả LEED, Click, Vision và cả LEED đời mới, cả Click đời mới, Vision đấy, Grande hay là tất cả da nớt đều của xe nữ. Đúng không ạ? Mà nam thì người ta bố trí cho mỗi một chiếc Ablet của nam. Cùng lắm là thêm chiếc NVX nữa thôi. Còn em thấy có cho nam giới cũng chả có nhiều mẫu để lựa chọn. Cao thì SH thì không nói. Còn ở phân khúc hạng trên dưới 20 các anh em chọn LED
Sang NX thì nó hàm hồ quá. Vậy quay lại lại chọn LED, chọn được xe gì nữa? Nữ thì rất nhiều, đúng không ạ? Là thiên vị. Cái này em ghi nhận nữ thì là nhiều mà, nữ Honda, thì từ Vision rồi là ra Nớt, rồi Glic, là Yamaha, Grande, các ba lấy rất rồi nhiều. Là tóm lại là nhiều, SH, S21, cái này là nét, các thứ, các nhà thiết kế của các hãng là nghe chừng có vẻ thiên vị, em ghi nhận. Họ quá là dành cho nữ. Biết các chị em nữ là đam mê cái đẹp, đam mê xe đẹp, là chỉ có lo thiết kế của chị em nữ. Nam giới em thấy quanh đi quanh lại được mỗi xe LED. Còn mấy cái xe số mình bỏ qua, đúng không? Xe ga, em đang nói chuyện câu chuyện xe ga. Vâng, tiếp theo một chiếc Way Black anh em vâng. nhé. Đời 2015, xe đã được dọn dẹp sạch, xe ngon lành thành đào rồi, bản vành đúc phanh đĩa. Anh Trần Quang Danh vẫn hỏi lại lít 2020 giá khoảng. Em có một chiếc Denson biển Hà Nội 2020, bản đèn LED, biển Hà Nội, 33 triệu. Đây là giá Hà Nội. Anh tỉnh anh trừ cho em khoảng 29-30. Anh nhá, đây là màu Denson, màu đắt nhất, mà đèn LED. Anh nhớ cho em, ở trên tầng em vẫn còn ạ. Đây. Rồi, đây tiếp theo anh em nhá. Một chiếc Way Black. Rồi. Bản vành đúc phanh đĩa này, vành đúc phanh đĩa, vâng, màu đen cam, đắt nhất. À, quên đen gì? Đúng rồi, đen xanh. Đen xanh, vâng. Tem nổi, tem nổi, máy zin, máy đang zin nguyên bản, ra máy còn theo xe, tem này cũng là theo xe, giang blade này đặt tem nó hơi mệt, tem nổi thôi nhá, còn tem giấy thì dán lại rồi. Đây các bác có thể xem tem giấy, em đang nói cái tem nổi này, là tem zin này, để chân là zin. Đúng rồi, tem giấy dán lại thì nó chấp nhận thế thôi. Để có anh Phạm Văn Chính rồi, em có ạ. Ablet mà tầm 15 triệu anh em muốn lấy đời 2011, 2012, form dáng đẹp. Là tầm giá đấy là ok rồi anh nhá. 15 triệu là ok rồi. Đấy con này biển số 29H193705. 2018 à, bản vành đúc phanh đĩa. Xe đã được dọn sạch sẽ ngon lành đến nào hết cho anh em rồi, bản tem nổi ạ. Rồi. Đấy bản Way Black, thực ra những cái dòng này thì anh em biết là nó rất là cạnh tranh với con Way Alpha. Giá bao giờ cũng thế, dòng này nó sẽ rất lợi giá. 2018, các bác mà lấy VA bây giờ nó phải 18, 19, 17, 15, 16 14, 15 triệu. Đúng rồi, 14, 15 nếu như trước. Nhưng mà cái này nó lại lợi là lợi vành đúc. Vành đúc, đúng rồi. Vành đúc, đấy, nó hơn nhau ở cái đấy. VA mà các bác vào vành đúc thì nó lại hơn rồi. 13 triệu 500. Vâng, nếu mà vành đúc thì anh em thêm cho em tầm 1,5 triệu nữa. Đấy, chiếc này là 13 triệu 500. Các bác được hưởng vành đúc theo xe zin. Đấy, mà lại là bản sần nhá. Anh em nhớ là bản sần. Đời 2018. Chạy vặn 2. Hàng là máy zin. Đây các bác nghe máy này. Quên có đề mà đúng không ạ? Biển Hà Nội. Vành đúc phanh đĩa, giá là 13 năm. Nhược điểm là cái mẫu mã này chưa được các anh em thông dụng sử dụng nhiều và đại trà nên là nó đổ. Ở đây, các bác nhìn tay nắm này, nguyên zin hết. Đều là zin hết, đồ sần này hay là những cái lớp sần này đều là zin hết. Này. 13 triệu 500 anh em nhá, đời 2018. Bình ơi. Rồi, tiếp theo một chiếc. Cả trong kia bảo bọn đó cái thằng Min nó gọi có việc gì. Đây một chiếc tablet. Cái máy này. 150. Đúng rồi, form dáng 150. 150 tiếp theo anh chị em nhá. Được cái biển rất là đẹp, đuôi 68, 2020 em vẫn 2020. Nhớ giá. Vẫn nhớ chiếc này. Con này mua cao đúng không? Thời giá cao. Thực ra là nó cũng thời cao. Giá. Đúng rồi. Do mà hiện tại nhà em cũng phải giải thích với các anh là đang hết sạch 150 trong nhà. Nó là do một cái quá trình 160 nó đang thịnh hành. Tức là khi ra 150 nó dừng sản xuất thì 160 nó thịnh hành thì sau đấy là những cái form 150 trở lại. Sự kết nối với khách hàng nó sẽ ít đi. Các bác chọn bảo cố lên giá đấy thì thôi cố luôn 160. Đấy, nhiều các bác như thế. Vâng, 150 anh em nhá, bản 2020. Màu đỏ đô. Đấy 150 bản phanh ABS này. Bản vâng. này là bản đầu tiên được công nghệ phanh ABS rồi. AB. Đấy 150. Thì anh em đang muốn có nhu cầu mà mua 150 hoặc là mua 125 thì anh em có thể rồi em nói đi. Chọn những cái mẫu LED động cơ 150 phanh ABS để đi lại, hàng zin từ để chân này hay là tem này. Giá thì thực ra em khẳng định đây là giá hợp lý rồi các bác ạ. Mua mới 125 các bác đăng ký xong nó vẫn là câu chuyện của trên 40. Em để chiếc này cũng có 41 triệu mà được 150, được ABS, được biển Hà Nội. Quay Black 12 triệu 500. Anh ơi, anh lên đầu chùa giúp em. Anh lên đầu chùa giúp em. Thật, anh nói qua cơ. Rồi. Lại hết xăng, em Đức dắt ra mấy chiếc. Hết xăng rồi. 150 anh em nhá.
Vâng, 2020 đời đầu tiên của Ablet 150. Động cơ thì được trang bị thêm ABS nữa nên là nó cũng rất là yên tâm để các bác có thể chạy. Mà anh lấy xe gì đấy? Đường trường mình bóp phanh trước này nó cũng đảm bảo an toàn hơn, rất là lành. Em ơi, lốp này vẫn còn zin này, tuần thứ 48/2019 này, càng lại nguyên bản này. Ăn xăng thì 2,17 lít, không hề lo lắng về vấn đề ăn xăng. Biển thì lại đẹp, em cũng vẫn chưa hiểu. 150 giá này thì là hợp lý, rất hợp lý. Vâng. Nhưng mà phải ghi nhận, em vẫn giải thích động cơ 150 dành cho Ablet chưa Ba được Đình đông đảo. Anh em nhá, vâng. Chưa được đông đảo các bác thích. Biển Ba Đình luôn đấy ạ, 29B2-03068. Anh em nhìn biển số đẹp không ạ? Rồi. 29B2-03068. Đây em đang quay rồi, anh đang hỏi quay con AB đỏ. Cháu bảo anh rồi. Huy Hoàng. Vâng, giá để cho anh em mình là 41 triệu chiếc Ablet 150 rồi. Màu đỏ mận, rất đẹp. Sơn zin, máy zin các anh nhá. Chỉ em ghi nhận là Ablet 150 chưa được đông đảo các anh em đón nhận. Nếu các anh em thật sự có nhu cầu, hãy liên hệ với giá này là hợp lý rồi. Đây, mời anh em đến với một mẫu xe thể thao hơn, cá tính hơn. Xe của Yamaha NVX bản mới nhất VVA, hay gọi là bản NVX V2, đúng không? Các anh em nào có tìm hiểu thì sẽ hiểu. Nó có một cái bản NVX trước và bản này là bản thứ hai. Trông nó đô hơn. Bây giờ nó còn sang cả V3 rồi, nhưng mà thực ra cũng rất ít khi cập nhật được cái bản V3 cũ trên thị trường vì nó mới quá, một mới ra. Chiếc NVX bản Monster. Rồi. Monster anh em ạ. Tất cả những cái gì ưu ái nhất Yamaha đã đưa vào trong công nghệ của chiếc NVX V2 này. Các anh em nhớ từ thụt ti dầu này, đúng không ạ? Dáng dấp to cao này, động cơ thì lên tận 155 rồi. 155 NVX được trang bị ABS bánh trước. Đèn mỗi cụ này là, nói thật với anh em, đèn mỗi cụ này là cụ đít 49 đầu 49. Đấy. Nhược điểm. Anh em rút hồ sơ thoải mái giúp em nhá. 49D178649. Đấy, một chiếc NVX đời 2022. Lâm Đồng ạ. Vâng, 49 ở Lâm Đồng. Ừ. Giá để cho các anh em mình 39.500 thôi, đăng ký 2022. Lâu lâu rồi cụ mới dắt xuống. Đây anh em nhìn quả xe mốc này. Đấy, chìa khóa mốc khoáng lên rồi. Ơi, ôi giời. Quá ít, đơn giản là rất ít đi. Thì quá, mốc xanh mốc khoáng lên này. Đây em xem cây số nè. Chạy ít. Vâng. 2022 mà có 4.100 cây, bảo sao nó chả mốc đồ, đúng không ạ? Rồi. Gương zin, kim bấm, đồ đạc zin hết. Màn hình thì LCD, các bác nhìn màn hình này rất đẹp luôn, rất công nghệ, rất cao, đồ điện tử luôn. Đấy. Bố thấn Master 49 hỏng rồi. Hỏng rồi, đúng hỏng rồi. Anh em rút hồ sơ cho em được nha mọi người nha. Anh ơi, Hà Nội thì là câu chuyện của 50.05 chưa đăng ký, đúng không ạ? Bây giờ mua ra là còn 395, rẻ hơn rất nhiều. Đăng ký tỉnh cũng là năm mấy rồi. Em nhớ lúc trước anh em ạ, cái bản tem này. Cắt. Đấy, cái bản tem này của từ cái thời mà SX550 bản Mobita, Mobita đúng không? Rất nhiều anh chị em tìm săn lùng cái bản. Họ thiết kế một cái Mobita gọi này là hàng xanh và bản quyền. Đấy, bản hàng quyền anh em nhé. Như này là em nhớ là thời em đi buôn XI, đúng là nó là Mobita, khách tìm nhau nha luôn. Thì đấy, nhưng mà rất đúng đẹp, là Master đời này 49, đã đầu 49, đít 49. Anh em rút hồ sơ giúp em gì được hết nhá. Đấy, bên em hỗ trợ mọi người nhé. Chạy có 4.000 cây mà cái pha rất đẹp. Thực ra là nếu mà còn các bác nước ngoài công tác ở Việt Nam ấy thì cái khả năng những chiếc okay, này đúng anh em sẽ là thành công sớm rồi, không mốc rồi. Nhưng mà sau một giai đoạn em thấy các khách du lịch nước ngoài mua xe ít hẳn. Dạo này khách du lịch anh rất em ít. Tây ít tiền rồi, không biết là họ chuyển sang món gì thì em chưa hiểu, có thể không sang Việt Nam hoặc sang Việt Nam đi bằng xe khác chẳng hạn. Chứ rất bán ok cho, anh Trần Đức ít, thì chậm hẳn cái lượng xe hầm hố và biển tỉnh. Đít lại còn 49 nữa thì cũng cụ này cũng bóc được quả biển mình thôi à? Gọi là có tham gia anh tí phong thủy thì cân đối, chứ còn các anh em ở nước ngoài ra đúng rồi, cứ rẻ cứ chất cứ mới là lên được. Nó đen cái là anh em đúng, anh em biển Lâm Đồng, có thể là anh em biển Hà Nam 90 chẳng hạn thì đít 49 cũng có thể là mình, mà thôi nó xấu được, thì mình cứ rút luôn xấu nó đi. Xấu thì giá lại hợp lý hơn. Bao tiền bán ra bao tiền? 39.500 ạ. 39.500 rút hồ sơ được anh em rồi nhé. Anh Trần Đức, tất cả đầu đít công nghệ cao, xe chất lượng. Em nó được tổng đúng không? Được kết cho tất cả những cái gì thì gọi là thiên hạ có là cho hết, từ biển 49 cho đến đầu 49, hay là công nghệ hay là những cái gì ok nhất là đưa hết vào chiếc này. Mua combo chọn gói nhá, anh em làm cái là có tất. Rồi, chả thiếu cái gì. Theo anh em nhá, một chiếc Liberty bản 3VE màu trắng ạ. Anh Bồ Thấn, xe này gọi ca sĩ Kiều Hưng 17 là xong. Ca sĩ Kiều Hưng hôm qua hát dở, hôm nay lại hát tiếp, nhưng biết
chắc là về rồi. Bán rồi, xong rồi về rồi. Đáng nhất từ hôm qua nay không phải lên lần 2 đúng không anh em? Rồi. Thà là bán phát lần 2, lần thứ nhất mình đi một lần đỡ tiền mất tiền tàu tiền xe. Anh Nguyễn Văn Minh hỏi Vario không còn anh ạ. Hôm vâng, có Vario, một chiếc Vario hiện tại em đang hết rồi. Nhưng mà cũng cháy. Giá nó không vào việc được. Vario form cũ cơ. Không biết là cái anh em đang thích form gì. Thành tiên sinh có Jeep không anh? Jeep nhà em có nhiều anh ơi. Giá dao động Jeep rất là rẻ anh nhá, tầm 8-9-10 triệu, 1 triệu. Là ok rồi. Anh Hoàng chắc là hỏi AB đúng không? Nếu 125 thì nó rơi vào tầm khoảng 33-35 triệu. 150 thì tầm khoảng 5-6 triệu cộng hơn, cao hơn. Anh Minh Thành 49 chưa qua, 53 49 chưa qua, 53 chưa tới. Thôi không sao anh em ạ, không vấn đề gì. Thôi tóm lại là mình cứ bỏ qua, mình đừng nghĩ tới tuổi. Chiếc QS của anh Hưng, ca sĩ Kiều Hưng mua rồi. Dắt ra để xem hôm qua là xếp báo bao nhiêu em cũng chưa rõ cơ. Còn mua hôm nay rồi. Quan trọng là hôm nay mua được bao nhiêu? 10 triệu 500, hôm qua chốt 11 triệu mà giả 10 triệu 500 không bán. Đây. Rất gấu. Ok anh Cường Lê. Rực rỡ anh em ạ, ốm dậy phải rực rỡ cho nó. Đây ông quay nồng, một chiếc Limo 3V này. Quên nó nồng cháy. Thế phải vào check lại 3V xem là vừa mua bao nhiêu. 3V màu trắng ạ, rất là nhiều form dáng nhưng mà con này thì được cái yên này anh em, độ yên yên cao nhập lên này. Tay sách nhập. Vâng. Form dáng Liberty 3V. Việt Nam. Vâng. Thế nhưng là anh em lại pha một tí đuôi màu nhập khẩu cho nó cao, thì tại Việt Nam nó thấp hơn bình thường anh em ạ. Đây, ông quay cho con cái yên anh em thay tay sách nha, thay tay sách nhập khẩu, yên nhập khẩu thì thường là Việt Nam nó sẽ thấp hơn. Chung này, mua luôn con gì anh em? Quay á? Ừ. Quay bên này anh em. Đúng rồi. Quay bên nhà em để 62 nhá. Mời các anh em có nhu cầu tham khảo quay sang 62. Anh Kiên đây đâu? Anh Kiên hôm nay có tí việc. Vâng. Rồi. 2015 nhá, một chiếc Liberty trắng đời chót của dòng Liberty 3V rồi. Sau rồi. Đây là nó sẽ sang cái bản ABS 13.500.000 được cái đời các anh em ạ. Đời 2015, biển Hà Nội, dọn dẹp này, tất cả này đều đã ngon lành rồi. Rồi. Đấy. Dòng 2015 thôi anh em nhá. Giá này nó là giá của những vâng. 2013. Giá thôi. Tình yêu thương. Thật sự. Người có SH1 lướt không anh? Có. SH1 lướt nhà em trong nhà còn à. Em ơi, cho chị con SH1 lướt ra đây cái. Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ chốt cho em chiếc này nhá. Giá là 13.500.000, đời 2015. Không phải anh em ạ, em tưởng khói không phải. Khói phát đầu thôi. Đúng rồi, để nó rửa xong nước hết nó đọng ở trong phải lên, phút nó kéo ra, nó bay hết cái đấy ra thì nó mới hết được. Đúng rồi. 13.500.000 anh em nhá, một chiếc Liberty 3V đời 2015. Đấy anh em nào quan tâm giá yêu thương ạ, đúng không ạ? Rồi tiếp theo một chiếc Classic Cửu Hưng. Quay đẹp, quay chất đây. Báo rồi, để mua cao hơn dự kiến 10.300.000 cộng cho anh em 1.500.000, 11.800.000. Rồi, 11.800.000 bán ra anh em nhé. Bán ra 11.800.000. Được cái con này chất lượng ngày hôm qua bên em bán giả. Anh em nào có thể xem kỹ có thể thấy. Lốp trước còn, sơn zin, xe cứng, xe đanh. 11.800.000. Tuấn Thịnh nhá. Đúng chân bác nào. 11.800.000. Một chiếc WS bản cánh mỏng đời 2011. Bác nào đúng tỉnh 17, hay hôm qua bác nào cũng đã hỏi rất nhiều thì hôm nay có quay lại rồi. Các bác hãy liên hệ để được đón thật, em nó về. Chán cái ông này thật nha anh em nhỉ. Hôm qua anh em nào có anh em nào xem cái live qua ngày hôm qua. Rất nhiều anh em hỏi nhưng mà đấy lại bảo không mua được. Hôm nay thì lại mua thành công rồi. Ngày hôm qua có anh em nào có xem cái live ngày hôm qua của anh Kiều Hưng với lại của anh Tiên không ạ? Anh em comment hộ em lên đây để cái để cho anh em giả dụ ngày hôm qua mà bán thì là 10.500.000 thì ngày hôm nay đớp phải lên, đớp phải mất 150.000 tiền xe về. Đúng không ạ? Rẻ thì một tí cũng được nhưng mà ngày hôm nay lại còn bán hơn 10.300.000. Đúng không? Rẻ hơn 200 mà lại còn mất công đi về, lại phải mất thêm tiền nữa, lại mất thêm một ngày nữa, đúng không ạ? Chán ông này tính cứ bảo sao lỗ. Từ đầu năm đến giờ lỗ 20 rồi. Rồi. Vâng, 11.800.000 anh em nhá. Sang đưa đò thôi, đúng như nhu cầu hôm qua sếp nói, đưa đò cho anh em nào đúng chân. 11.800.000. Hai lốp còn zin, xe zin. Đúng. Cái thì không có gì để chê cả. Thực ra là anh ấy rất là tâm huyết con xe này, nói thật ra là anh lên đến nơi anh bảo Dung ơi, con xe này của anh đẹp lắm. Mày nằm gì hết. Nó đẹp luôn. Thật sự luôn. Đấy. Vấn đề là nó đẹp thật sự. Nó đẹp. Thế nhưng mà để mà cân bằng với cái giá thị trường thì mình không thể mua với cao hơn do so với giá thị trường được, đúng không ạ? Thế nên làm ra là anh Kiên cũng giả cái giá hôm qua là 10.500.000 là anh Kiên cũng giả cái giá là cũng ngất ngưởng rồi. Thế nhưng mà cũng không bán. Thôi hôm nay bán 10.300.000. Đúng không? Đúng rồi. Em cộng 1.500.000 nha anh em nhá. 11.800.000.
lướt mà. Cảm ơn anh Đức Toàn rất là nhiều, cảm ơn anh em rất là nhiều. Em ơi, lướt S21 lướt lướt. Còn mỗi con này với con kia miền tỉnh. Con này hôm qua chị like rồi. Khác, con khác này à? Là biển Hà Nội, hôm qua là like biển 98. Con này là khóa sờ mắt cây, kia là khóa chìa. Đấy anh Bố Thấn ạ, đi buôn ối rồi ôi. Hôm qua đi tự mất đỡ mất tiền xe về đúng không? Đổ xăng từ đây về Thái Bình cũng kiểu mất. Kiểu thế, thi thoảng là một số những anh em lại phải. Quan trọng là cái sức khỏe mình đi, đi đường vòng, cổng đường thẳng anh ấy. Chạy anh ấy phải đi đường vòng như thế mới đúng chất. Nhìn anh ấy là biết rồi, có những cái đường đi riêng là đường của mình. Anh đường em thành công mà. Thành công là có lối đi riêng. Phải đi lối đi riêng. Người ta đi thẳng, okay, tôi đi bóng. Anh Trần kiểu Hoa. Của anh Kiều Hưng nó là như thế. Quay biển 17 bạn. Bao nhiêu bạn? Vũ Hoa 11.800.000 anh em xe đẹp đấy. Em nói thật đẹp rồi. Thật sự là cũng từ tận Thái Bình lên này là anh Nguyễn Khôi đúng rồi anh. Mỗi lần đi một đường, anh phải đi đường khác, đi một lần. Rồi anh PC Thành Trung hiện tại là S21 xe đẹp. Còn một chiếc nữa biển tỉnh thôi sao ấy, tí em ra. Em Đức nghe nhầm dắt ra cái chiếc 2017. Cũng là hàng đẹp, cũng là khóa sờ mắt cây. Anh xem có cân đối được hay không? Vâng, con này thì vừa vừa thôi anh em ạ. Tại vì nó màu xanh cốm em nghĩ là nó sẽ không anh không cao được, không thích nhưng mà cái màu này. Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng thì em vẫn vẫn phải giới thiệu ạ. Chị em nào có thể có cùng sở thích. Vâng. Đàn ông xem mình và cân đối. Nhiều khi đàn ông thích S21 mua cho vợ cho con, nhiều khi nhìn cái con S21 nó cũng phải gọi là gì nhỉ? Trông nó phải hoành tráng và khỏe khoắn một tí. Cái này thì thường thường là dành cho con gái nữ tính hơn. Nó lại hợp nhẹ nhàng. Đấy. Đúng rồi. Anh cũng có thử hỏi chị xem sao vì kinh tế anh nhá. Nếu mà vâng, trước này mà form dáng mới anh có thể lên đến tận năm mấy. Nhưng mà chiếc này em bán ra chính xác là có 39.800.000. Vâng. 39.800.000 cho một chiếc S21 2018. Em nhớ chiếc này còn đăng ký được 28 xe 27. Quá sờ mắt cây. Đặc trưng của màu này là 27 rồi. Em nhìn cái càng nhẹ nhàng anh em ạ. Đấy. Vành này còn hết các anh ơi. Đây ông quay một vòng cho không, anh. Nếu mà đàn ông mà em nhìn đi S21 màu này em không thích. Thật không sự thích luôn. Nhưng anh mua cho chị ý ừ, là anh có thể cân đối hỏi đúng chị xem có thích hay không. Được, mua cho chị thì ok. Thôi chị thì nhẹ nhàng con này cũng được. Và khả năng cao là anh ấy lấy cho chị chứ còn lấy cho đúng anh ấy thì còn nhiều xe khác mà đúng không? Lết xe thời trang nhiều. Vâng. 39.800.000 cho một chiếc S21 biển Hà Nội có sơn tay sách hay là Oppo thì không anh tránh được. Con quay Thái Bình tưởng mang về nay vẫn mang vẫn vâng, phải mang lên Hoàng Kiên mang lên cân đo toàn ghê anh toàn đô đúng rồi anh. Thực ra là hôm qua là anh ấy nghĩ là xe nó đẹp quá anh đi tiếc, thật sự một câu là anh đi tiếc vì anh ấy nói là anh mua 11 triệu mà anh bán 10.500.000 thì anh lỗ mất 500. Nhưng mà thôi qua đi và qua lại quay lại lỗ tiếp 200 nữa. Quay đi quay lại lỗ tiếp 200 nữa anh em ạ. Anh Bồ Thần kiểu gì Hưng về anh cũng bị vàng. Bồ Thần về xong vợ cho ngủ ngoài chuồng vịt vợ có thể rồi. Không đúng rồi. Anh này thì được cái là buôn bán tự do ở Thái Bình mà mãi trả lớn. Em thấy hình như chồng cứ hom đang em như đang thế. Bảo là sắp lấy vợ hai rồi à, vợ cũ năm ngoái buôn bán 150 triệu vợ quả rồi. Quả đi đường vòng này là cũng hiểu nôm na rồi. Thôi nói nhỏ con này không chị rồi. Dung ok em biết mà, thực ra em biết mà. Cái quan trọng nhất là anh em đã muốn mua một chiếc SH thì anh em có thể lấy cho em con này. Đây màu đỏ mận đây. Đấy hoặc là đen sần hoặc là những cái dòng mà khỏe khoắn một xíu. Đúng không anh? Những cái màu này em cũng không thích mà, bản thân em nhìn cũng không thích mà. Vâng con này thì cũng là 2017 bản khóa smart cây. Anh xem con này cân đối có ok không nhá anh nhá. Nhưng mà nó được màu thì nó lại mất biển. Đấy anh lại biển 18. Thường là thế, nhiều khi là nó cứ lại lòng tàu vòng nó không đúng con đường. Đây ông quay một vòng quanh một chiếc S21 biển 18 này cho các anh em, các chị em cân đối. Vâng, em báo giá con này biển 18L1 anh em nhé. 35874 đời 2017. Đấy. 38.500.000. Ừ. Rẻ hơn đúng không ạ? Màu đẹp hơn. Dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi. Gần như các chị em về giờ là đổ xăng và lăn bánh thôi. Ra máy còn zin. Mất cái tay sách và Oppo bên phải là tay rồi. Sách thì được lướt spa rồi sạch sẽ rồi đấy, còn là đồ đạc sơn su cũng vẫn còn zin theo xe. Em nổ máy cho anh em nghe luôn. Đức dặn rõ là like rồi lại. Còn một chiếc Điện Biên rất mới lướt lát chờ rồi. Em một xíu bản định danh 2024 rồi đúng không? Rồi ok like lại được chị Dung sai đâu chị Dung chịu tại vì anh em đang có nhu cầu mua rồi. 30 mấy triệu nhỉ? 39 đấy mải quay ra xong lại quay lại 38.500.000 38.500.000 và 2017 bản 2017. Màu đỏ đô đẹp ngon lành hết. Chị em nào mà thích cái xe đẹp thích cái màu mận đặc biệt là những chị em ở Nam Định có thể cân đối ship về tận nhà
khẳng định với các chị em với cái giá này để mua những chiếc xe mới gần như là không thể rồi. Cùng lắm mua được Vision đăng ký xong, Leaf là không với tới, Leaf thì càng không, Piaggio lợi ích cũng cao hơn, SH1 thì bỏ qua, 56 38 triệu 500 nhá, đúng chân anh chị nào, nhất là anh chị nào ở Nam Định hãy liên hệ chốt sớm nhất cho em. Mới hơn thì sang một chiếc 2022 bản ABS đèn LED 2 tầng của SH1 bản Sport nhá, vành đen càng đen tay sách đen. Vâng, bản ABS. Anh bố Thấn đang bảo là Hưng hôm qua bán thì lỗ, hôm nay bán lại có lãi thế mới đỉnh cao. Hôm qua bán 10 triệu 500 nghìn lỗ, hôm nay bán 10 triệu 300 thì lãi. Xong mất thêm 150 nghìn tiền về nữa. Rồi, một chiếc SH1 2022. 5.600 cây. Đấy, màu này là màu xanh, màu đen hay màu xanh? Màu xanh đen, xanh đen. Tay sách là đen này, chị có thể phân biệt tay sách đen này ra xanh đen, nó nhìn khác nhau luôn. Anh em có thể thấy chị tay nhìn hai cái giống nhau. Khác nhau mà. Khổ mắt hai cái thế mới nói là đang hỏi là xanh hay đen. Chị ra bên này nhìn nó dễ hơn mà nó khác hoàn toàn luôn đó. Đây anh em có thể nhìn thấy tay sách là đen này, cái này là xanh này. Đúng rồi, xanh đen 2022, giá là 55 triệu. Màu mà. Hơn 5.600 cây. Nó hơi mù màu tại vì là... Thằng nào sáng chị mặc màu đen em cứ tưởng màu đỏ. Ừ. Áo sáng chị mặc màu đen chắc chị lấy nhầm. Bản SH2 tầng anh em nhá. Rồi. Đấy, một chiếc 2022 bản ABS. Rồi, 5.000 cây. Ừ. 55 triệu. Đây là những cái câu chuyện các anh em so sánh với mới, bảy mấy thì so sánh. Còn nếu không cứ để sẵn. Nó là ABS ạ. À? Đấy, nó là lướt rồi. Tuyển tỉnh nó cũng phù hợp. Hà Nội khẳng định với các bác là với 5.000 cây mấy này các bác phải mua trên 60 rồi. Rút hồ sơ thoải mái nhá, đôi lốp còn theo xe, từ cái xe hay là càng. Anh SH1 bỏ đỏ mận vừa xong em vừa like đấy. 385 thôi. Vâng, 38.500. Con này thì cao hơn vì nó là bản anh ABS ạ. 55 triệu. Ừ. Anh em Điện Biên, đúng biển đúng tỉnh Điện Biên thì giá ok. Anh em có thể rút hồ sơ mọi người nhá, bên em là những cái dòng này bên em cam kết cho anh em luôn và bên em đều mua là chính chủ hết đấy ạ. Rồi, tiếp theo một chiếc SH2 anh em ơi. 150. Vâng, form dáng 150. 150 CBS nhá. Khách vừa mới đến bán đổi sang một chiếc SH màu xanh xi măng, em vừa lướt thấy. Hàng zin này. Anh em rửa xong thì chắc là chiếc này các bác chả phải dọn rửa gì đâu, hai khóa đầy đủ. Em chưa bao rút hồ sơ đâu nha anh BC Thành Trung nhá. Tại vì những cái dòng xe hiện tại em bán tại cửa hàng ấy là em không rút hồ sơ ạ. Em bán thẳng luôn ạ. Zin hết này các bác, xe 2020 xanh tét luôn. Đẹp đúng không ạ? Lốp trước lốp sau vẫn còn, biển cũng tươi. 29F Tây Hồ. Vâng, 56684 nha anh em nhá. Được chủ đầu tư lên quả Sport rồi, vành đen tay sách đen hết rồi, anh em đi nó khỏe khoắn, đến để chân họ cũng đã lên đen sần. 150, giá ninh lông cả xe nhá, chắc là về em sẽ bóc ra đấy. Bóc ra đánh bóng thì chiếc này chắc là không có gì để xê cả. Ui, bán ra là 80.500. Nó là bản 150 các anh em ạ. 150 anh em nhá, CBS. Rồi. 80.500. Dành cho biển Hà Nội rồi. Bây giờ bây giờ SH150 đã dừng sản xuất, họ tập trung sang 160. Giá của 160 đăng ký Hà Nội xong trên trăm. Nên là các anh em có thể so sánh, chạy không khác nhau cái gì nhiều. Đến câu chuyện của xe còn zin còn nguyên bản đầy đủ. Đây là vừa mua cũng hơn 1 vạn, em không rõ ông có thể quay công tơ mét cho các anh em xem. 1 vạn ông ạ. Anh ơi, ông ơi. 1 vạn 2.000 cây, anh em cũng phải thông cảm. Sau câu chuyện của 3 năm, 3 4 năm rồi. Các phím còn zin 1 vạn 2.411 cây. Đấy. Thì bây giờ còn giá 80.500 là giá phù hợp cho một chiếc 150 biển Hà Nội, hàng dán ni lông cả xe. Anh Đường Tăng đang hỏi là biển 15, 16 có SH1 không shop? Không, không có anh ơi, hiện tại em đang có con 17, 18, 27. Đấy là đang hết rồi. Anh Văn Minh Lê đang hỏi là Thiệp ơi, con Win 100 nào không em? Hiện tại lại không còn anh ạ. Về chiếc nào em đưa ngay lên để phục vụ các anh em và các đội online cũng sẽ đăng luôn. Còn, còn chỉ còn cái tầm hơn 10 triệu hơn thôi. Hơn chục triệu một tí thôi. Anh có nhu cầu thì em 500 hay sao anh ạ? Rồi anh Trọng Đỗ, mình mua xe ở đây con mấy con xe về dùng tốt, giá cả hợp lý. Vâng, em cảm ơn nhá. Vâng, gia đình Hoàng Kiên xin chân thành cảm ơn anh Trọng Đỗ rất là nhiều. Anh cũng rất hay theo dõi và ủng hộ bên em. Vâng, anh lúc nào cũng thấy xem like và ủng hộ bên em. Anh, cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Chia sẻ thêm cho em cái để anh em nào có thể cân đối cái chiếc 125 ABS biển 99, một trong những cái chiếc đã bán lỗ còn không xong. Đây có câu chuyện là bán lỗ còn không xong. Mua là 72. Đúng không? Giờ bán là 69. 125 ABS
form dáng của 2018, một trong những cái màu đặc trưng nhất của 2018. Ok, PC Thành Trung nhá, đúng rồi. Tại vì anh em nếu mà biển Hà Nội, biển Hà Nội thì dành cho em con biển Hà Nội được. Tại vì là đôi khi là anh em rút hồ sơ nó rất là lâu và nó cũng hơi phức tạp, nó lằng nhằng, nó phải mặt nạ trồng 2 tháng. Vành đen càng đen lên. Chào em nhá, anh Thành Trung nhá. Tay phanh của bạn cùi của để chân và gầm. Nó với Phúc rất đẹp, hàng rất đẹp. Nhược điểm biển tỉnh. Giá thành thì bên em đã đồng ý lỗ 3 triệu rồi. Rồi, mua 92 bán 69. 69 triệu thôi. Bác nào có nhu cầu thì hãy 037. Đẹp này, ông quay lại cái này. 69 triệu đồng nha anh em nhá, một chiếc SH bản LED 2 tầng. Zin hết đấy các bạn, nhìn cái cục lạp này nó chạy nó không có nhiệt độ nhiều, tức là chạy ít thì nó cái màu nó vẫn còn trắng tinh như này. 125 ABS. ABS. Rồi. Chống bó cứng, SH được chống bó cứng cả hai bánh. Nên là rồi, các bác chạy có thể có phanh ABS thì hoàn toàn yên tâm và tin tưởng rồi. Rồi, rất là nhiều anh chị em đây, anh em thích cái form dáng này. Mà con này nó là biển tỉnh thôi. Rút hồ sơ được. 125 anh em nhé. 125 phanh ABS đời 2017. Đăng ký sang 2018 rồi, form dáng. Anh NV Phúc đang hỏi shop có Jeep không? Jeep bên em còn rất nhiều anh ơi. Trước anh báo nhân viên gửi hình ảnh cho anh cho, giúp em với nhá. Tại vì là hiện tại là cũng sắp hết giờ live rồi nên hôm ra là cũng không dắt ra được. Vâng. Chiếc này là 69 triệu. Chia sẻ với anh em là đã vào câu chuyện của lỗ đâu đó 3 đồng rồi. Mà sau hơn 1 năm để trong nhà nên nếu mà lỗ nữa thì chắc là thiệt cả đơn, thiệt cả kép thì thiệt tiếp nữa thì anh Nguyễn Thể đang hỏi con là con Dream biển 26E1 08695 còn không? 26 lúc nãy live. Không ạ. Hôm qua nhỉ? Vâng. Dream cũng không còn. Đang hết mất rồi anh ơi. Anh đừng nói trước, có SH 2022 150 biển Thái Bình không, báo giá luôn. Thái Bình em đang hết anh ạ. Thái Bình em chỉ còn Bắc Ninh rồi, 18 em còn. Rồi, vẫn còn SH, tiếp tục SH để lên để phục vụ giao lưu cùng các anh em. Anh ơi, nó là 125 ABS. 125 nhưng được ABS và xe vâng, đẹp. Nó là anh ABS anh Trương Văn Tuấn nhá. Đây các anh em nào mà thích sang 150 biển tỉnh, giá nó cũng hợp lý phải chăng thì cùng cân đối form này giúp em. Một chiếc 2022 cơ. Có truyền hình trực tiếp bữa mua, dán màu đỏ mận à màu hồng màu cánh cam. Sau đấy thì về bóc ra rất đẹp, 150 CBS. Vâng. Mua là 73 triệu cộng 3 triệu. Triệu em vẫn nhớ chiếc này. Quá anh em đồng đã các con đứng lên trên đi, các con đứng trên bố đón bố mẹ. Tháng 11 của 2022 gọn 500. 76.500.000 vì công bóc ni lông ra đấy ạ. 76.500.000 76.500.000 2022 giống như các buổi live trước em vẫn nhớ. Nên em để ra những cái giá này là cũng là rất phù hợp. Cũng mong bác nào ở Thái Bình có thể xem được đường live này, có thể cân đối để chốt được một chiếc chạy cực ít anh em nhá. 5.000 cây, các phím đồ đạc đầy đủ, chủ đầu tư cả quả đèn led siêu sáng. Nếu mà đúng chân bác nào thì có thể cân đối. Đây là một quả đèn siêu sáng ở dưới. Ok anh Thái Đức. Rất đầy đủ đồ nghề hết rồi. Chưa mua được quả dây đỏ nào anh em ạ. Chán quá chưa mua được. Rồi hàng là sơn zin, máy zin, đôi lốp còn theo xe đầy đủ hết. Rất đẹp. Tay sách này vẫn chưa có sở bàn. Giá để trên line là 76.500.000. Vâng. 2022. 2022. Vâng, rất đẹp. Anh bất động sản Trương Mỹ đang hỏi có con Nam Blade 2019 bản tiêu chuẩn nào đẹp không? Em vừa mới ra một chiếc màu xám ghi 2018 rất đẹp, giá là 28 triệu, màu 3D. Gọi mình có nghe 3D. Máy bao giờ đâu á? Chưa lên live. Chắc là khả năng là do bận ngay lúc đấy đúng thôi, rồi. Cho anh gọi lại được anh mà. Anh gọi lại, có thể chèn một cuộc gọi hoặc anh nhắn tin giúp đúng em. Rồi, chứ bọn em buôn mà buôn lúc nào phải có máy thực chiến luôn đấy ạ. Đúng rồi. Không bao giờ bỏ ấy đâu anh ơi, trực chốt kể cả là hầu như là 24/7 nhỉ? Vâng. Hầu như là 24/7, hầu như các bạn ấy kể cả nửa đêm. Em thấy nửa đêm các bạn ấy còn bùng dậy. Gọi mấy ngày rồi hả anh? Hay là anh gọi sai số anh? Đúng rồi. Anh gọi luôn cái số hotline mà hiện tại bọn em đang live stream này này anh. Đúng rồi, anh gọi luôn đi, anh cầm đấy, máy cái số gọi hotline luôn đang live stream này anh, bên bát nào cũng được. Đây, mời đấy. Anh các bác đến với một chiếc cúp hàng đẹp, 50cc, hàng mộc. Gần như là cả xe luôn, không có gần như nữa, như sếp em nói chiếc này là nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhìn. Đẹp này, đẹp. Chân nan này, quay này. Đồ này, ông quay okay, một đồ. Ok anh Hồng Linh. Luôn. Em chào tất cả mọi người. Anh Thiệp bán áo không? Em Nhan Thanh này. Áo cảm ơn. Bán hết. Rồi, tầm ok. Này chuẩn bị bán rồi. Tại vì bây giờ tầm này đang hàng đang ế ẩm chưa bán được xe được cộ gì thì quay thôi. Quay sang giờ. Bán hết, Thiệp bán hết. Anh em có nhu cầu gì rồi. Cứ đặt hàng nhá. Đúng rồi, xanh đỏ tím vàng trắng đen bán hết anh em ạ. Rồi.
Vâng, một chiếc 50cc nhưng hàng xịn, hàng nhập nha anh em nhé. Hàng cổ, hàng còn zin, xếp báo dai cũng bữa trước rồi, 31.500. Đây, từ cái thớt này này, anh em có thể xem. Từ cái thớt, từ cái nắp bình xăng đều còn theo xe hết các anh em nhé. 29AA26698 31.500. Hàng 50cc, các cái gầu, đây này, các cái chi tiết này này. Đấy, cái phủ xi nhan này, hai cái mặt này, đều còn nguyên kiện hết. Của những năm sản xuất thì khoảng 87-88, những cái đời cúp 50cc một thời rồi, đúng là hàng không đề này thì đúng là một thời rồi. Từ cái thớt sau này còn zin hết, yếm áo theo xe. Đấy. Máy thì các bác nghe thu thà thu thịt đúng không? Rồi, 31.500. Câu chuyện là phải dành cho đúng bác nào, đúng là cũng là những bác tìm hiểu đam mê sưu tầm nghiên cứu về những dòng xe này. Chứ còn để mà nói bình sàn các bác bảo thôi ta làm con quay đi lại đấy, không phải là dòng này là phục vụ việc đi lại mà nó còn mang tính chất là kê kiểu chơi nghiên cứu một cái gì đấy là kỷ niệm mình hồi ức lại thôi. Chứ nếu mà các bác em bảo đây, là chị Đoàn giải Mai quyết ơi. Đi lại thì so sánh với các cái mặt hàng quay, khác phân khúc giá thì em sợ không lại được. Thì anh bất động sản gọi mấy lần 3662 3662 gọi lại cho anh bất động sản trưởng giới thiệu chị cái nhá. Vâng. Cái gì nhỉ, con xe này bán sáng ngày hôm qua em lấy em đi em quay video em đăng top top chạy. Ra máy xuống lắm thế luôn anh thích. Em máy cực kỳ máy thích, máy nó cứ gọi là êm thiên thích, đúng rồi, tha thu thích là cái, chuẩn hết, đúng rồi. Cái quan trọng là anh em phải thích và anh em mua cho bố cho mẹ hoặc là anh em mua để kỷ niệm một thời, ví dụ lúc đấy là anh em đã có tiền có của rồi đấy. Còn ví dụ như anh em đang cân đo đong đếm về cái vấn đề mình đang đi làm rồi đang vấn đề đang muốn mua một chiếc xe quay như thế này bằng tầm tiền này, ta mua xe quay, ta mua mà lết thì thôi, không mua cũng được thì lại là câu chuyện khác rồi, đúng rồi. Đấy, phải dành cho đúng bác nào là có một chút tìm hiểu chơi kê kiểu, đúng gọi rồi. Là trà đá dạo phố thôi, dạo chứ còn để giải quyết phương tiện đi lại thì có nhiều sản phẩm em tư vấn mặt hàng khác, đấy là góc cạnh của em, đúng rồi. Đi đường trường xa lấy đúng chất là chạy đi lại thì có sản phẩm khác còn rất nhiều. Vâng, anh em có thể yên tâm nha, bên em rất nhiều sản phẩm để phục vụ các khách hàng. Vâng, anh em đang hỏi chú Thiệp bao nhiêu tuổi rồi? Em 1987, ngày sinh, Đinh Mão, trai Đinh, cũng tạm tạm, nói chung là... Giỏi. Thấy là cũng, nói chung là cũng thoải mái, vô tư, sống nhẹ đầu, đến giờ chả sợi tóc bạc nào. Tại em thấy nhiều anh chị em bằng em là cũng bạc ối rối rồi, em nhẹ. Mày cứ nói đều chị nào, tóc chị bạc rồi. Cũng bạc rồi ạ. Thân tiên. Cái là... chị còn ít tuổi hơn mày nên năm ra lại là... sống lâu. Có bán xe đỏ không? Xe đỏ. Đấy, xe đỏ có bán, quan trọng là giá, anh chị cứ đưa ra giá đi, bao nhiêu cửa hàng em là tưởng cứ bán xe đỏ sao rồi. Vâng, có bán anh ơi, bán hết tầm này rồi, tháng 3 ngày 8 cây xanh lá non, sếp em bảo là xem cân đối, anh em cứ trả giá là em cây xanh lá non cứ cây trả giá cả trả giá là em cho lên đường hết rồi. Đấy, cũng rất là nhiều anh em đang theo dõi livestream bên Hoàng Kiên rồi. Cũng rất là mong muốn để là lên thêm nhưng mà Đức bên mâm nó đã dọn hết rồi anh em ạ. Đấy, chắc là hẹn anh em vào buổi chiều ngày đúng hôm rồi. Nay em sẽ giới thiệu những dòng đấy. Xe hiện tại đang có mặt tại nhà em luôn nhá mọi người nhá. Dạ. Vâng, quên nón nhưng mà em đội quả mũ trông cũng đáng yêu đúng không ạ? Chị nào anh nào bảo là Diễm Hương mà nhìn trông cũng giống diễn viên điện ảnh ấy. Đeo quả kính râm nữa thì nhìn kính quá mai em đeo quả kính râm. Vâng. Vâng, biết ơn tất cả anh em rất là nhiều. Anh em đã luôn ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên. Vâng. Cảm ơn tất cả anh chị em, anh em nào mà muốn có nhu cầu mà muốn mua những dòng xe gì ấy, anh em có thể liên hệ trực tiếp bên bếp bên em nhé. Dạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người ạ.